Ngọc Diệp mến chào cả nhà. Hôm nay Ngọc Diệp sẽ hát cho cả nhà nghe thể điệu Lý Mỹ Hưng có tựa đề là Cần Thơ Vĩnh Thạnh Quê Tôi, thơ Hoàng Ánh Hiền, chuyển thể Ngọc Phúc. Bài hát này Ngọc Diệp đặc biệt kính tặng cho chị thơ Hoàng Ánh Hiền, chúc chị có nhiều sức khỏe. Bài hát này Ngọc Diệp cũng gửi đến tất cả người dân ở Cần Thơ, Vĩnh Thuận, và chúc tất cả người dân ở đây có cuộc sống ấm no, bình yên, hạnh phúc ạ. Nếu cả nhà thấy hay, hãy cho Ngọc Diệp xin một like, một subscribe và chia sẻ ủng hộ Ngọc Diệp ạ. Ngọc Diệp xin chân thành cảm ơn.